Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay trên đường dây điện thoại chúng ta có một khán thính giả đặc biệt cũng đã từng xuất hiện trên chương trình từ thủ đô Washington. Xin chào anh ạ. Xin chào anh Trịnh Quốc Thiên, tôi Phong Nguyễn từ Tampa, Florida đây. Vâng, mấy tuần qua, mấy ngày qua có nhiều tin tức thời sự rất là nóng bỏng, thì anh có theo dõi tình hình không thưa anh? Vâng, anh thì cũng rảnh rang đó, anh cũng theo dõi. Tuy nhiên là tôi thì cái gì mà cần thiết thì tôi mới theo dõi, chứ ba cái chuyện chó cắn xe, xe cắn chó thì tôi cũng không có theo dõi lắm anh. Vâng, trước hết thì có một cái tin tức hết sức nóng bỏng mà quý vị khán thính giả cũng có thể nghe qua, là bà CEO tổng giám đốc của Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đó, là trong cái chuyến công du sang Anh thì bà đã tặng cho trường đại học Oxford một số tiền khổng lồ là 155 triệu bảng Anh. Thì đối với anh, một người dân bình thường, anh nghĩ như thế nào? Anh có thể cho cái góc nhìn của anh thưa anh Phong Nguyễn. Vâng, cái đề tài này thì bữa giờ thì tôi xem ở trên Facebook hay tin tức thì tôi thấy sâu sao có nhiều cái luồng ý kiến đó anh. Như riêng với tôi á thì tôi có cái quan điểm như thế này. Thì bà Phương Thảo là một cái người phụ nữ Việt Nam mà thành công, mà được công nhận là một trong năm cái người tỷ phú đô la ở Việt Nam, và được thế giới công nhận, tạp chí Forbes công nhận. Thì tôi thấy cái vấn đề cái người tỷ phú ở Việt Nam thì cũng giống như những người cái tỷ phú ở nước ngoài. Thì cái động tác vừa rồi bà ủng hộ cho cái trường đại học ở trong một cái hệ thống của Oxford một số tiền là 150 mấy bảng Anh đó, thì tương đương với khoảng trên 200 triệu đô la Mỹ đó. Thì nếu mình nhìn cái tầm vĩ mô, nhìn cái tầm sâu sắc một chút đó, thì cái chuyện này nó cũng là bình thường của những cái doanh nghiệp, của những cái giới tỷ phú, và đồng thời nó cũng đây là cũng là một cái hình thức để PR tên tuổi. Ví dụ như tôi hồi xưa giờ tôi chỉ biết tới bà Phương Thảo thôi, thì qua cái sự việc được tôi mới biết là bà là chủ tịch của cái tập đoàn Sovico đấy. Thì một cái vấn đề mà cái số tiền bà ủng hộ nghe nói đâu là lớn nhất từ trước đến giờ đối với cái hệ thống đại học của Oxford. Thì qua tôi tham khảo thì tôi thấy bà này thì là một cái doanh nhân khá thành công. Từ năm 18-20 tuổi là bà đã bước ra tương trường bên nhà, bà đã thành công rồi. Sau khi về Việt Nam thì cái thành công lớn là thành lập cái Vietjet Air, rồi đồng thời cái tập đoàn cũng kinh doanh đa ngành nghề đó, có cả ngân hàng nữa. Nói chung là một người phụ nữ là tương đối là giàu nhất Việt Nam. Thì cái động tác của cái tập đoàn đó thì họ làm cái điều đó thì đối với nước ngoài cũng không mới mẻ gì, nhưng mà đối với người Việt á, cái dư luận người Việt thì cái có đôi lúc có nhiều người cái nhìn họ nó bị ngắn quá đó, mà nó tại sao họ phí tiền như vậy, không đầu tư cho Việt Nam này họ, nhưng mà trong một cái tập đoàn họ có cái chính sách đối ngoại đối nội á, phần Việt Nam là Việt Nam, còn cái đối ngoại để mà cái tên tuổi họ được lan rộng ra cái trường quốc tế đó để cho nhiều người biết đến, nó cũng là một cái cách để họ PR cái tên tuổi của mình. Đồng thời các cái tập đoàn ví dụ như ở các nước họ nhìn vào thì qua đây họ mới biết được cái tập đoàn Sobico của bà Phương Thảo. Thì đó tôi cũng không vấn đề gì, mà theo tôi được biết á, tôi có tìm hiểu vấn đề này á, thì tôi biết con trai của bà Phương Thảo đang học ở đại học Oxford và cậu ấy cũng mở một cái công ty ở bên Anh đấy. Thì nguyên nhân là như vậy, thì tôi thấy cái đối với tôi á, đối với riêng ý kiến của tôi thấy cái chuyện này nó bình thường thôi. Cái chuyện nào nó ra chuyện nấy, chuyện đối ngoại đối nội. Phần Việt Nam thì tôi nghĩ đối với những tập đoàn này á, họ cũng có những cái chính sách để mà giúp đỡ cho cái trong nước, còn cái đối ngoại thì họ có cái phần đối ngoại đối nội nó riêng biệt anh. Nên có đôi lúc có những cái phản ứng, tôi thấy dư luận có những cái phản ứng hơi gay gắt là tại sao nước mình nghèo mà đem tiền ra thế này thế kia, thì nó nhiều khi nó không đúng đâu. Tại vì đơn giản là tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là như vậy, đừng bao giờ mà chỉ tỷ phú xài tiền,
nhiều đó được rồi anh thì muốn thêm. Em nghĩ anh nói đúng là mình nghèo sao mình dạy tỷ phú cách làm tiền được. Mình tự dạy cho mình trước đi, mình dạy cho gia đình mình. Ở đây á, chúng tôi nói cho rõ để quý vị khán thính giả có thể hiểu là bà Nguyễn Thị Phương Thảo này không phải là bà vung tiền qua cửa sổ hay là bà vứt tiền đâu, mà bà nhờ cái đại học Oxford là một cái đại học hàng đầu trên thế giới để đào tạo những nhân tài, những cá nhân, những du học sinh của Việt Nam được học bổng. Được học bổng là do chính bà cung cấp tiền. Rồi những cái chương trình học bổng đó sẽ hướng dẫn những người tài năng gốc Việt được Oxford đào tạo để mà trở về Việt Nam phục vụ cho đất nước Việt Nam, cho công ty riêng của bà, nói chung là một cái tầm ở vĩ mô trên thế giới. Bà nhờ một cái mối quan hệ đặc biệt là bà sẽ nằm trong cái vai trò là người mạnh thường quân có tiếng nói trong một cái đại học nổi tiếng nhất thế giới. Cho nên là trước cái vấn đề PR thì nó chỉ cần mướn một công ty PR thôi là nó thổi bùng tên tuổi đơn giản thôi. Nhưng mà cái này là một cái tôi gọi là cái sự đầu tư thông minh và đầu tư về chất xám, nuôi dưỡng chất xám, thu hút chất xám, đào tạo tài năng và có một cái cơ sở nổi tiếng thế giới. Cái bằng cấp của Oxford đó là được công nhận trên tất cả toàn cầu Vậy thì là. tôi cũng góp thêm một chút cái ý như vậy. Thì ở đây á, mình mới nói là cái này, cái động tác của bà này họ làm thì thật ra nó có lợi cho cái Việt Nam mình này. Thì tất nhiên là cái trường đó họ sẽ có những cái học bổng mà họ phải quan tâm tới Việt Nam. Tất nhiên là sau này có thể là cho những cái suất học bổng cho sinh viên Việt Nam nó nhiều hơn anh, Đúng rồi. nó nhiều hơn đó. Rồi rồi còn cái vấn đề là cái tên bây giờ đổi thành cái tên là Town College. Thì tôi ngồi tôi nói chuyện với con gái tôi, nó nói đâu bình thường má, cái trường con nè, trường con là trường UFF ở Florida đây, ở Tampa đây, thì cái khoa kế toán á thì lấy cái tên của người tài trợ luôn anh. Nó nói đây nè, cái áo con mặc nè, bác coi nè, tên của bà đó nè, bình thường thôi không có gì hết, cứ người nào tài trợ là lấy tên người đó. Ở Mỹ là cũng vậy mà ở các nước đều như vậy hết, nên sau khi mà được nhận cái tài trợ đó thì cái đó là một cái nhánh của cái trường đại học Oxford, nó nhiều nhánh lắm anh, nó nhiều ngành. Thì cái này là bây giờ đổi thành Town College thì nó nằm ở trong cái hệ thống của Oxford, thì cái chuyện này nó cũng là bình thường đó anh. Trở lại với em. Thì nói cho khán thính giả hiểu, cái trường Đại học Oxford đó, nó là một hệ thống của các trường college, tức là các trường cao đẳng, nó là một tập hợp. Cho nên nó nếu mà tài trợ trên 50 triệu đô la đó thì nó sẽ lấy một cái tên của một cái trường cao đẳng, tức là trường college trong một cái hệ thống university. Đúng rồi. Thì nó đổi tên, thì ở đây chúng tôi cũng nói ở Hoa Kỳ cho quý vị khán thính giả có thể hiểu là ở Hoa Kỳ này, ở trường đại học ở bên Mỹ này đó, quý vị mà tài trợ đủ tiền để mà xây một cái building đó, thì người ta đặt tên cái building đó cho quý vị. Chẳng hạn như ở vùng chúng tôi thì có ông bà Long Nguyễn và Kimmy, bà Kimmy Dương, thì họ tài trợ cho trường đại học George Washington University nổi tiếng ở đây này. Thì bây giờ cái khoa mà về kỹ sư á, về kỹ thuật đó, thì bây giờ tôi nghe nói và họ đã thành công rồi, là họ tài trợ trên 5 triệu đô la và họ cho tiền xây cất cái building đó. Quý vị có thể lên Google, quý vị tìm đó, là cái tên nó gọi là Long Kimmy Nguyễn Building của trường Đại học George Washington University. Thì bây giờ nó đã đổi tên thành cái là Long Kimmy Nguyễn Building, tức là phân khoa về kỹ thuật mang tên là ông Long Nguyễn và bà Kimmy Dương. Thì họ bỏ tiền ra, hoặc là ở một cái trường ở bên thủ đô thì họ
cái dòng họ mà nổi tiếng thế giới là dòng họ Marriott, mà quý vị nghe cái hệ thống Marriott Hotel đó, thì họ bỏ ra 30 triệu đô la để mà xây một cái building, thì khi cái building nó khánh thành thì nó tên là Marriott Building trong cái trường học đó. Thì nó cũng đơn giản thôi, tức là bên Mỹ đó thì họ sử dụng cái hệ thống gọi là công tư hợp doanh, vừa có công tức là tiền thuế của người dân và vừa có tiền của tư nhân nữa, thành ra là hệ thống đại học họ mạnh lắm. Rồi những người nghèo á, thí dụ như là ông Trịnh Quốc Thiên, ông nghèo, ông không có tiền triệu để ông cho đó, ông cho một cái building như vậy á, thì ông đóng góp ít ít tiền á, thì ông được một cái cục gạch, cái cục gạch đó cũng có tên của ông luôn. Quý vị có thể thấy là trong cái building đó nó buồn cười lắm, nó có hàng ngàn tên quý vị, nó hàng ngàn tên trên tường và hàng ngàn tên dưới đất. Quý vị đóng góp nhỏ nhỏ thì quý vị được một cục gạch, ví dụ như tên Phong Nguyễn Tháp Ba, rồi đó, quý vị đóng ít, ví dụ vài trăm đô thì trong cái danh sách họ cũng rất trân trọng anh Phong, họ trân trọng lắm. Mình mình cũng thấy vui, mình đi vô cái building mình nói ok, đây có thể là một cái kỷ niệm đó anh. Đúng rồi, không phải là cần tới triệu đô la họ mới trân trọng đâu, chỉ vài trăm đô. Còn nếu quý vị mà có vài ngàn đô, ví dụ như 5.000 đô thì tôi nói ví dụ đi, thì cái ghế đá đó đã tên là cái ghế đá này là ông bà Trịnh Quốc Thiên tặng cho trường đại học. Không, nó có tên đàng hoàng anh Phong. Thì cái chuyện đó tôi thấy bình thường mà. Ví dụ như ở Việt Nam cũng vậy, ở ngoài công viên, ở ngoài park, hoặc là những cái chùa, chiền, nhà thờ có những ghế đá là tài trợ ai thì ghi vào đấy. Chuyện đó nó bình thường á, nhiều mà. Đúng rồi, để mình giải thích là nhiều khán thính giả họ không hiểu bên Mỹ họ làm như thế nào, thì đang giải thích cho họ là tùy tiền, tiền ít thì có một cục gạch, tiền nhiều thì có một cái tấm đan ghế đá. Rồi bắt đầu lên thì bắt đầu nó có một cái hallway, tức là một cái sảnh, một cái sảnh không phải là cả một cái building, nhưng mà cái sảnh nó tên là của ông Phong Nguyễn, đây ông đóng góp 50.000 đô đó, nó có cái giá của nó. Rồi tên của cái sân vận động cái trường đó, ví dụ như là bây giờ mình có nhiều tiền quá, trúng số nhiều tiền quá, tặng cho nó nguyên một cái sân vận động luôn, thì nó sẽ để tên sân vận động tên mình luôn. Thì nghe cũng sướng chứ anh, nghe là để tên mình nó muôn đời. Hoặc là anh có tiền á, anh tạo ra một cái học bổng, mang tên học bổng Phong Nguyễn, hàng năm là tặng cho trường 1 triệu đô la, và mỗi cái học bổng là 1.000 đô, thì có 1.000 đứa sinh viên nó được cái tiền học bổng Phong Nguyễn chẳng hạn. Vậy ông ông có tiền. Nghe anh Trịnh Quốc Thiên nói tôi cũng thích lắm á, nhưng mà thôi chắc ngày mai tôi phải tăng cường mua giấy số thêm anh. thì ở Mỹ nó đơn giản lắm, quý vị tặng tiền nhưng mà nó kèm theo một cái bản hướng dẫn đàng hoàng. Chứ không phải là tôi tặng 1 triệu rồi nhà trường muốn làm gì làm, không phải. Trong 1 triệu đô la đó nó quy định rõ ràng là ví dụ như mỗi năm cái tiền lời đó bao nhiêu quý vị gửi nhà băng. Rồi làm theo cái ý nguyện của tôi là tôi chỉ muốn cho sinh viên học cái ngành tài chính, hay là ngành kế toán, hay là ngành kỹ thuật. Thì cái người mà cho tiền, tức là Mạnh Thường Quân, họ ra điều kiện trong cái giống như một cái bản di chúc rất là rõ ràng, là mỗi sinh viên từ ngày đầu tháng giêng cho tới ngày 1 tháng 3 mỗi năm thì nếu mà viết một cái bài, và một cái bài đó trên một trang giấy và nói về cái vấn đề kỹ thuật chẳng hạn, thì tôi đồng ý tôi sẽ cho duyệt cho là ít nhất là 1.000 đô, hay thì 5.000 đô, hay nữa thì 10.000 đô chẳng hạn. Như vậy bà nó trích từ cái quỹ đó, nó hay lắm anh. Nó tôi nghĩ bà Vietjet là bà là một cái tầm quốc tế rồi, bà nhìn thấy được những cái sự thu hút đầu tư chất xám nó rất là tốt. Bây giờ mình Việt Nam mình mà muốn gọi là đại nhảy vọt, tức là có một cái sự đào tạo mà hàng ngàn sinh viên mỗi năm mà ở đẳng cấp quốc tế, làm sao làm được?
đúng không? Làm sao làm được? Trường nào mà cho mà tự nhiên mở ra cho hàng ngàn sinh viên Việt Nam vô học mà mình không đóng góp gì hết. Cho nên là cái cách của bà Thảo là rất là hay, lập ra những cái chương trình tài trợ. Tiếp lời anh á, thì tôi đọc cái chi tiết về cái trường đại học Oxford hồi xưa giờ á, coi như là cái số tiền mà bà Phương Thảo đi ủng hộ là cao nhất từ trong lịch sử, cao nhất từ trước đến nay. Nó có cái khoản đó thì mình thấy rõ ràng ở đây á, bà làm cái động tác này. Tất nhiên là cái người kinh doanh thì bao giờ họ cũng có cái sự tính toán trong cái tiền bạc, nhưng mà cái gì nó cũng ở mức độ. Nhưng mà cái động tác này tôi thấy nó có cái lợi, tất nhiên là cái lợi á, cho quốc gia nó nhiều hơn, cái lợi cho quốc gia nó nhiều hơn, mà nâng nâng được cái tầm của, một phần là nâng được cái tầm của cái tập đoàn Sabico của bà Phương Thảo, cũng như cái lợi ích lâu dài là cho đất nước Việt Nam. Anh tôi đã như tôi nói đã nói sau này á, tất nhiên là nhà trường họ sẽ có rất nhiều thêm cái học bổng cho sinh viên Việt Nam. Cái điều đó là tôi nghĩ là đương nhiên đó, là không có vấn đề gì hết. Thì qua cái sự việc đó thì mình thấy bây giờ mình như vậy là tại vì hồi xưa giờ cái người người Việt mình họ vẫn mang một cái tư tưởng nó ở một cái tư thế yếm thế đó, nên cái yếm thế, nên họ thấy cái sự này họ xảy ra nên họ họ hơi có những cái phản ứng nó hơi thái quá. Chứ bây giờ mình đừng nghĩ gì hết, đã tỷ phú thế giới thì mọi người như nhau, như bây giờ so tài sản thì ông Trump mà làm sao bằng bà Phương Thảo anh hả? Ông Trump làm sao mà bằng ông Vượng đó. Thì nhưng mà cái hàng tỷ phú nó đến đến cái mức tỷ phú quốc tế rồi thì không, bả không còn là cái con người ở trong Việt Nam nữa đó. Nên nhưng mà cái người mình thì hay có những cái mà từ hồi xưa giờ nó cũng mang cái tư tưởng thấp kém đó anh. Cái tư tưởng mà nó đôi lúc mình gọi là tự nhục á đó. Thì họ có những cái suy nghĩ nó hơi bị, theo tôi thì nó hơi bị ngắn. Còn cái việc của bà Phương Thảo bà làm là tất nhiên nó là một cái gì đó nó cũng bình thường đối với những người tỷ phú của thế giới, họ đã làm là nó vẫn đem lại lợi ích cho quốc gia, cho doanh nghiệp, và đồng thời cũng là gây một cái mối quan hệ cũng như là một cái gì đó quan hệ giữa nước Anh và Việt Nam nó gắn kết hơn nha. Trở lại với anh Trịnh Quốc Thiêm. Không, cái đó thì cá nhân em thì cũng không nghĩ là tự nhục gì đâu, nó giống như là đầu tư ngắn đầu tư dài thôi. Tức là mình muốn đầu tư đường dài ở một cái tầm mức quốc tế thì mình phải đầu tư vô những trường học quốc tế thôi, chứ còn Không cũng không à, ý ý ý tôi nói ở đây tại vì mình đọc ở trên Facebook tôi thấy có nhiều, quá nhiều cái comment là nói bà này làm chuyện tào lao đất nước nghèo và đem tiền đi 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 qua nước giàu cho, tại sao không đầu tư cho Việt Nam, anh hiểu không? Ý tôi nói là có nhiều người họ không vượt ra được cái tầm suy nghĩ cho nó dài một chút, họ chỉ nghĩ đơn giản thôi. Nên tôi nói ở đây một cái tập đoàn họ có những chính sách chiến lược lâu dài, chiến lược đối nội đối ngoại đều có hết, thì cái phần này là phần đối ngoại, còn đối nội họ vẫn có chứ, chứ không 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 lý do gì không có cả đó. Nên ý tôi nói là có một số người ở bên Việt Nam á, họ comment lên họ nói này nói kia mà có đôi lúc còn xúc phạm tới bà này nữa, thì tôi thấy cái đó là không hay. Tại vì bây giờ mình tôi rút lại một câu như nãy tôi đã nói, đừng bao giờ dạy người dạy tỷ phú xài tiền, chính xác là nó vậy. Tại vì cái thật ra cái đầu mình còn ngắn lắm so với họ. Trở lại bên tiên. vâng, thì để chốt lại cho quý vị khán giả hiểu là cái vấn đề bà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo này không đơn giản là bà làm ăn với người Việt Nam. Quý vị phải hiểu là bà mua máy bay Boeing, bà mua máy bay Airbus, tức là những cái sản phẩm của những nước Anh, Pháp, thì họ phải bướng những người kỹ sư của Anh, của Pháp, của Mỹ. Họ phải mướn phi công Anh, Pháp, Mỹ, họ phải có cái nguồn đào tạo từ những cái quốc gia đó mới điều khiển những chiếc máy bay đó, chứ đâu phải là đơn giản là
mua về cái người Việt Nam lên mà sửa chữa có biết gì đâu, nó phải có một cái lò đào tạo, mà cái lò đào tạo đó thì chắc chắn là nó nằm ở bên Anh, bên Mỹ, bên bên trời Tây. Cho nên là quý vị nào mà nghĩ ngắn quá nói ồ cái này đào tạo ở Việt Nam, xin lỗi là nó không có, tại vì những cái động cơ đó, những cái máy bay đó là của hãng Boeing, của hãng Airbus. Quý vị phải hiểu cái kỹ thuật đó nó từ đâu và cái nhân sự nó phải từ những cái nguồn đó nó mới điều khiển được, chứ không 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 đơn giản là quý vị tự nhiên mua chiếc máy bay Boeing về cái ở Việt Nam tự đào tạo, tự cấp giấy, không có chuyện đó được quý vị. Không, nó không phải đơn giản là tự nhiên một máy bay Boeing cái quý vị chỉ mua cái máy bay rồi quý vị không có được nhân sự, không có ai đào tạo, không có phi công gì hết, là không bao giờ xảy ra hết. Đó là cái làm ăn, lối làm ăn quốc tế nó như vậy. Nó phải rồi từ từ á, ví dụ như mình mới có kế hoạch dài hơi, mình mới đào tạo một số phi công người gốc Việt, rồi đào tạo một thời gian rồi mới có cái lực lượng để mà thay thế chẳng hạn như vậy. Còn về vấn đề mà sửa chữa động cơ máy bay cũng vậy, cũng phải có thời gian 5, 10 năm, 20 năm, không có thể nào đụng cái mua máy bay Boeing cái về cái tự sửa hoặc là tự bảo trì bảo dưỡng, cái vấn đề đó không có. Cho nên là những cái người như bà Phương Thảo là bà phải làm ăn với nước ngoài, bà phải có những cái kết nối với nước ngoài, bà có những cái quan hệ với nước ngoài rồi Vâng, tự. thì tôi cũng nãy giờ anh nói thì tôi cũng liên hệ lại, tôi dí về cái việc khách hàng đó, thì hồi thời gian mà tôi còn ở Việt Nam đó anh, thì cái bà Phương Thảo bà ra cái hãng hàng không Vietjet Air là một cái hãng hàng không giá rẻ mà nó ra đúng lúc và đúng kịp thời, nó cũng tương đương với cái Spirit của Mỹ đó anh, hàng không giá rẻ mà. Thì hồi thời gian tôi ở bên Việt Nam á, nói thẳng luôn, cái thời mà cách đây mười mấy năm á, thì đi máy bay nó chỉ dành cho cái giới bậc trung đổ lên. Còn sau khi mà có cái hãng Vietjet Air họ ra đời á, thì bây giờ người nông dân vẫn đi máy bay được. Tôi thấy cái giá cũng rất là rẻ anh, ngang với vé xe đò. Tôi ở bên đó, ngang với vé xe đò thôi. Ví dụ như hồi xưa á, mà từ Nha Trang, Sài Gòn á, tôi hay đi ra đi vào, cái vé xe đò là 200 mấy chục ngàn, thì cái vé máy bay Vietjet Air nó 300 mấy 400 là hết rồi đó. Nên nên nó phổ biến, rất là rộng rãi, và người dân Việt Nam họ hưởng thụ được cái phương tiện máy bay một cách dễ dàng đó. Thì thời gian tôi ở bên đó thì bà đi đúng hướng anh, đi đúng hướng để mà nó phổ cập cái vấn đề giao thông ở Việt Nam bằng máy bay. Nên người nông dân ở Việt Nam hồi xưa mà anh nghe nói rồi, trước bảy bây giờ mình đã sống qua hai chế độ, trước 75 nói chuyện mà đi máy bay, người nông dân làm sao có tư cách đi máy bay, rồi sau 75 cũng vậy luôn, cho đến khi mà bà Phương Thảo ra cái việc xuất e đó, mà cái chiến lược của bà tôi thấy thời gian đó bà đánh hay, rất là hay. Và tôi cũng đọc về, tôi cũng tìm hiểu về các hãng hàng không thế giới đó, thì người ta như vậy, tất cả những hãng hàng không thế giới đều khi mà bắt đầu ra thương trường thường thường á, giỏi lắm á là phải lỗ 3 năm đồng. Nhưng mà tôi tìm hiểu về cái Vietjet Air đó, bà Phương Thảo ra cái Vietjet Air ở Việt Nam rất là thành công, nói chung là không bị lỗ 3 năm đồng, không bị lỗ là cái thành công mà đáng ngạc nhiên luôn. Thì mình thấy cái lợi ích đó, lợi ích của cái Vietjet Air nó đưa ra thời điểm đúng lúc để mà sau này thì anh biết rồi, đi ông về Việt Nam bây giờ anh về đi Vietjet Air thôi, có những bà cụ hoặc là nông dân họ vẫn đi bình thường, tại vì cái giá vé nó chấp nhận được anh, quá chấp nhận được. Còn bây giờ tôi mới cách đây 2 năm tôi về thì cái giá xe mà cái xe cao cấp ở Việt Nam, cái xe mà gọi là cái xe đò mà mỗi người một phòng á, cái giá vé nó 400 ngàn là nó tương đương với cái việc xe kè rồi đấy. Nên tôi thấy là cái thành công của bà Phương Thảo ở Việt Nam nó có cái cơ sở là họ đi đúng đúng hướng và mang đến một cái phương tiện giao thông cho toàn dân mà tất cả ai cũng sử dụng được. Rồi trở lại bên Trung Quốc thì Vâng, thì chúng ta thấy là những cái đường hướng của những người mà ở tầm tỷ phú thì đương nhiên nó phải khác người thường. dạ Mình
chỉ là những cái người mình tìm hiểu thôi, chứ còn nói mà khen thì khen suốt ngày không hết. Xin thưa quý vị là như Vậy vậy. họ mới là tỷ phú anh. Đúng rồi. Cho nên chốt lại thì chúng ta nghĩ rằng những cái mà không phải là quăng tiền qua cửa sổ đâu, mà có một sự đầu tư chiến lược lâu dài. Rồi ý là chúng tôi muốn nói như vậy, chứ không phải là bà tỷ Phải làm phú lại không? này, Phải làm đúng lại rồi, bà chân không? ngông, rồi bà không hiểu chuyện, rồi bà ôi, tại 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 vì vì anh biết rồi, cái người mà đã họ đã thành công tới cái bậc mà là tỷ phú đã công nhận rồi á, thì họ đâu có cần phải làm màu nữa đúng rồi, nên anh. nói chung là một cái sự kết hợp Đúng. việc đào tạo, việc cho học bổng, rồi việc khuyến khích nâng cái tầm sinh viên đi ra nước ngoài. Anh tin là cái tập đoàn Sovico đó họ làm đa ngành nghề đó anh, chứ không phải là máy bay đâu, phải không? Có lĩnh vực ngân hàng nữa, Thì bà mà cũng làm những có những một số ngân hàng là bên tập đoàn của bà cũng đã sở hữu đó anh, họ làm đa ngành nghề. bất cứ ngành nghề nào cũng cần nhân sự, nhưng mà nếu mà nhân sự mà do mình đào tạo đó thì họ mới ở lâu dài, anh hiểu không? Còn nhân nhân sự mà cái kiểu trôi nổi ngoài đường, có tôi biết là sẽ có nhiều người nói ôi muốn mướn người thì cứ đăng bản lên rồi mướn thôi, nhưng mà cái dạng trôi nổi vớ vẩn đó thì làm sao mà đi cái tầm chiến lược được. Ví dụ như mình cần 5.000 kỹ sư ở đẳng cấp cao được đào tạo bởi Anh Quốc, 10.000 người ở đâu ra, tự nhiên mình đăng quảng cáo vớ vẩn ở tờ báo nào đó rồi tự nhiên có người, đâu có đó. Cái này là một cái tầm chiến lược rất là đẳng cấp. Một cái sự tính toán lâu dài đó. Ví dụ như năm tới cần bao nhiêu nhân sự thì bắt đầu năm nay mình cho những cái sinh viên nó hướng về cái ngành nghề đó, anh hiểu không? Nó đang học, ví dụ nó đang học 2 năm rồi, bây giờ 2 năm cuối nó chưa biết nữa, học nghề nào thì bây giờ mình ô bây giờ tập đoàn của chúng tôi sẽ mở ra những cái kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi quý vị sinh viên thích thì tham gia rồi học, rồi khi có bằng cấp rồi chúng tôi sẽ tạo những cái điều kiện mở đại lý ở bên Anh, bên Pháp, rồi có điều kiện có những công việc tốt ở Việt Nam. Thì những người gốc Việt, trước hết là những người gốc Việt, mình chưa nói tới những người ngoại quốc, nhưng mà mình nói những người gốc Việt hay là những người mà sinh viên từ Việt Nam thì họ sẽ quay về thôi, họ quay về, và thay vì họ làm cho những tập đoàn khác thì bây giờ họ làm cho tập đoàn Vietjet, Savico, những cái chương trình, những cái dự án của ấy. Thì tôi nghĩ bà rất là khôn ngoan, bà không phải là trồng cây nữa mà bà ươm ươm cái mầm, bà ươm hột giống, bà rất là khôn, bà ươm hột giống. Anh biết rồi, tới với những cái tập đoàn mà nó mang cái tầm quốc tế rồi đó, thì không phải là cái vấn đề trong nước nữa, mà cái tầm của họ là vươn ra các nước khác nữa, chứ không có đơn giản ở trong nước. Nên vừa rồi tôi mới đọc báo đó, thì bên Vingroup của ông Vượng đó, đã ký với lại một cái đơn vị nào, một cái tập đoàn nào ở bên Pháp đó, là sẽ đầu tư vào cái chỗ mà sạc điện cho xe điện phủ khắp nước Pháp luôn đó, là Vingroup đầu tư Không, thì cái đó thì mình sẽ nói về một chương trình khác, tại nó là một công ty khác. Bây giờ mình chỉ nói về vấn đề của bà Vietjet. Thì ở đây mình chốt lại một vấn đề, chẳng hạn như tôi kể một cái ví dụ cho quý vị khán giả có thể hiểu. Ở bên Mỹ này, chẳng hạn như tập đoàn McDonald's, tập đoàn mà bán thức ăn nhanh, nó fast food khắp thế giới đó, quý vị không có ngờ luôn là họ mở một cái đại học riêng cho họ, nó tên là McDonald's University, một trường đại học dành riêng cho công ty McDonald's. Vô trong đó là quý vị học về quản lý thức ăn nhanh, cách làm thức ăn nhanh, rồi học ra là cái bằng là quý vị đi quản lý những cái nhà hàng thức ăn nhanh cho McDonald's. Quý vị phải hiểu là người ta cần cái nhân sự rất lớn, mà không thể mà có cái dạng mà trôi nổi đăng báo lên để kiếm một ông quản lý về cái ngành thực phẩm, rồi chuyên viên về kiểm nghiệm thực phẩm, rồi đủ thứ liên quan tới vấn đề thức ăn thực phẩm. Nó phải đào tạo bài bản, thưa anh Phong và quý vị khán thính giả, nó phải là đào tạo từ cái bằng kỹ thuật viên trung cấp, rồi lên cao đẳng, rồi lên đại học, nó tên là McDonald's University, đào tạo luôn.
rồi những chủ nhân mà muốn làm ăn với lại McDonald's đó là phải vô đó học. Nó đào tạo riêng anh, không có phải mà anh đi lang thang mấy cái đại học ở ngoài đường rồi tự nhiên anh nhảy vô McDonald's, anh biết gì đâu anh làm. Máy móc của người ta anh biết gì đâu mình sửa. Anh Phong hiểu không? Và quý vị khán thính giả cũng phải hiểu là bây giờ tự nhiên lang thang ở Cà Mau, ở Tây Ninh kiếm đâu ông kỹ sư mà sửa máy bay cho Vietjet, ở đâu ra? Nó không phải như vậy quý vị, nó phải đào tạo bài bản từ xa, từ sâu, từ nước ngoài. Nó cho nên là tôi nghĩ là những cái tầm của người tổng giám đốc Việt Nam bây giờ nó phải vươn ra cái tầm thế giới, và nó phải suy nghĩ khác, và nó phải đầu tư ươm mầm từ cái hột giống, từ những người sinh viên, hướng hướng nghề hướng nghiệp cho người ta, rồi mình tạo ra những cái học bổng, chứ không thể mình nói miệng được. Thưa anh Phong, ở xã hội tư bản hay là kinh tế thị trường mình nói ô bây giờ đi học kỹ sư sửa động cơ máy bay đi, rồi người ta hỏi ủa học rồi ra làm ở đâu? Ra làm ở chỗ anh Phong à, ra làm ở chỗ ông Thiên à, ông Thiên có nghề cho nghe ông nói là nghề này hấp dẫn lắm, học ra rồi tới chỗ ông Thiên làm à. Đâu phải vậy, nó cho nên là mình nói để cho quý vị khán giả có thể hiểu được những cái suy nghĩ, những cái tầm nhìn, để quý vị đừng có trách móc hay đừng có viết như anh Phong nói là những cái lời lẽ nó không đúng đâu mà đâu á, thưa quý vị. Yeah, mình cũng buồn vì những cái comment đó anh, nó không hay lắm. Chắc chắn là nó không phải là những cái comment bình thường, mà có thể là những đối thủ của bà Vietjet đó, giả dạng làm người thường vô viết bậy viết bạ nữa anh. Cạnh tranh là kinh khủng lắm, anh hiểu không? Cạnh tranh mà nói xấu đối thủ chứ chưa chắc là cái người đó biết cái gì đâu, nhưng mà cứ vô chắc ăn tiền hay viết bậy viết bạ để mà bôi xấu thôi, nó nhiều dạng lắm. Thì cái đó là những cái lời comment ngắn thôi, chứ không, tôi nghĩ đó cũng là do cái bộc phát của từng cá nhân thôi, chứ không ai chủ trương hết. Thì mình nhìn qua cái comment biết cái đó, lúc họ cũng suy nghĩ có chưa tới đó. Rồi có nhiều người thì hơi lố cái là còn xúc phạm thì không hay lắm anh. Vâng, thì chương trình tới đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin chào anh Phong. Xin chào khán giả, xin chào Triệu Quốc Thiên.